Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilee là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại." Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Giacobbe. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Ông Phêrô ra mộ. Luca chương 24 câu 12. Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta bước sang thứ bảy tuần thánh ngày 26 tháng 3 năm 2016. Tin mừng của đêm vọng phục sinh, Luca chương 24 từ câu 1 đến câu 12. Đoạn văn tin mừng kể là có hai người đàn ông, mà nếu đã nói là đàn ông thì chắc không phải là thiên thần. Không hiểu đây là nhân vật như thế nào được Chúa sai đến, hay đó là hai ngôn sứ. Thôi thì chúng ta chú ý xem họ nói cái gì, họ làm gì. Họ bảo các bà ra thăm mộ đang còn ngơ ngác sợ hãi, không thấy xác của thầy mình ở đâu. Họ hỏi một cái câu thấm thía làm cho chúng ta ngày hôm nay cũng được đánh động. Hai người đàn ông ấy nói với các bà: "Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết?" Một Đức Giêsu được chôn ở giữa kẻ chết, nhưng Ngài không chết, Ngài đã sống lại. Nên đây là một cái lời chất vấn rất là nhẹ nhàng nhưng mà lại hết sức thấm thía. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đang thờ một Thiên Chúa, một Chúa Giêsu đang sống, luôn luôn sống, chứ không phải là một đấng đã chết là xong. Rất tiếc là khá nhiều thế kỷ vừa qua, người ta đã dừng lại ở sự kiện thương khó. Người ta dừng lại ở cái đỉnh đồi Golgotha với cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa Giêsu rất xứng đáng để chúng ta suy niệm, cầu nguyện, thương tiếc cho Ngài. Nhưng nếu mà Chúa Giêsu chỉ chết như vậy thôi, thì chỉ là một con người hy sinh vì đại nghĩa, hy sinh vì cộng đồng nhân loại, như bao hiền nhân, như bao vị lãnh đạo tinh thần hoặc là chính trị trên thế giới. Nhưng ở đây Ngài đã sống lại, thì tôn giáo của chúng ta mới có giá trị, là một tôn giáo thờ một đấng đã chết nhưng đang sống. Rất tiếc là người ta vì thương Ngài khóc nhiều quá, nhịn nhục, ăn chay, rồi mặc áo màu tím, rồi không qua Alleluia lâu quá, không biết thế nào đó, mà nó thành một cái cung cách sống là bị dừng lại ở nước mắt, dừng lại ở cái chết. Lắm họ đạo ở nhà quê thương xót Chúa và kính trọng Chúa đến mức còn người ta toàn tòng nên người ta để tang Chúa Giêsu trắng xóa. Chúng ta đến vào một cái thứ sáu tuần thánh sẽ thấy cả một cái giáo xứ trắng xóa khăn tang. Không ngờ không phải là họ để tang người thân trong gia đình họ chết vì nạn dịch hay vì chiến tranh, nhưng mà là họ thương khóc Chúa.
Thôi thì cũng được. Nhưng mà đến đêm bọn phục sinh phải nói đấy, có khi còn hơn một nửa số lượng người vẫn không nhớ rằng Chúa Giêsu phục sinh, nên họ vẫn còn chít khăn tang đến nhà thờ. Đâm ra có thể ta gây ra một cái ngộ nhận cho những người không phải là Công giáo. Họ tưởng là chúng ta tôn thờ một cái xác chết mà xác chết treo. Tệ hại hơn nữa, cái đó chỉ là vấn đề hình thức. Tệ hại hơn nữa, cái sâu xa hơn trong là cái nếp sống của người Công giáo. Không ít người, kể cả hàng giáo sĩ và tu sĩ chúng tôi, cũng đã khiến người ta coi thường đạo của mình. Không khác gì Chúa Giêsu vẫn còn đang tiếp tục chết. Ta đang giới thiệu một cung cách sống đạo buồn quá đi. Buồn sầu, buồn tủi, buồn ngủ. Một tôn giáo không có niềm vui, thiếu vắng sự sống. Ở trong nhà thờ thì rất xuất sắc đạo đức, nhưng mà quay về với cuộc sống của mình thì không có bao dung và vị tha. Vẫn cãi nhau, đánh nhau, vẫn ly dị, vẫn phá thai, vẫn ngoại tình, vẫn buôn gian bán lận, vẫn là chạy trọt hối lộ, vẫn làm những điều bất chính. Rồi bảo không sao, có tội thì đi xưng tội, Chúa tha. Ta đang giới thiệu một cái tôn giáo bị làm cho người ta hiểu về Chúa Giêsu méo mó dị dạng. Ta làm cho người ta thấy rằng Chúa Giêsu của chúng ta vẫn đang tiếp tục chết, vẫn đang ở giữa bao kẻ chết. Một tôn giáo sơ cứng, nặng về hình thức, lắm khi lại rầm rộ phô trương mà vẫn không có sức thuyết phục. Trong bao nhiêu năm mà cái tỷ lệ truyền giáo của chúng ta chỉ nói trên cái chuyện mà rửa tội thôi, thì cái hội nghị loan báo tin mừng của các hội đồng dân của các giám mục vừa qua cho thấy là con số giáo dân không có tăng. Lên được bao nhiêu thì cũng chết bấy nhiêu. Nên chúng ta dậm chân với việc loan báo tin mừng so với các hội thánh của các nước chung quanh, hội thánh của Hàn Quốc, hội thánh của Trung Quốc, hội thánh của các nước Phi Châu. Ta không còn có sức thuyết phục để làm cho những người vô thần sống xung quanh chúng ta kính nể một Chúa Giêsu của ta. Bởi vì cuối cùng thì ta cũng giống như họ, ta cũng làm những điều như một kẻ vô thần vậy. Đáng lẽ ta phải hút họ đến với Chúa Giêsu của ta, là một họ đang từ trong cái cõi của kẻ chết, họ phải đi tìm gặp Chúa Giêsu là đấng đang sống. Thì chúng ta lại biến mình trở thành những con người đang sống, nhưng mà lại ở giữa sự chết. Ta mừng đại lễ phục sinh như một cơ hội để mà nhậu nhẹt. Lắm khi người bên ngoài họ nghĩ rằng cái ăn thịt chó trở thành một cái tập tục, hễ cứ phục sinh thì lễ xong về nhà thế nào cũng nhậu nhẹt, cũng ăn thịt chó. Chúa Giêsu đã sống lại thật rồi, mà chúng ta lại cứ níu Ngài, giữ Ngài lại ở trong cái chết. Và cái chết đó là cái chết của chính chúng ta. Chúng ta đang sống, đang nói cười, đang ăn uống, đang hưởng thụ, nhưng mà không ngờ rằng chúng ta đang chìm ở trong cái chết. Chúa Giêsu đã muốn cứu chúng ta, Ngài đã phải dùng cái chết của Ngài để mà xuyên qua cái chết đó vươn tới phục sinh. Ngài mời gọi chúng ta bám theo Ngài, níu lấy gấu áo Ngài, bằng lòng tin mà băng qua cái chết để đến với sự sống. Thế mà chúng ta lại kéo Ngài trở lại, dừng lại ở cái chết, để Chúa Giêsu đấng phục sinh xin cho chúng con được cùng phục sinh với Ngài. Xin hãy để cho chúng con tự nguyện đón nhận lấy ơn phục sinh của Chúa mà đổi đời. Amen.